Chào các bạn, cá hồng vĩ là loài cá da trơn xuất hiện nhiều nhất ở các lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ. Cá hồng vĩ mỏ vịt có thân hình dài, có vệt trắng trải dài từ miệng tới cuối đuôi, lưng diệt. Do cái miệng của chúng khá giống mỏ vịt nên người ta đã gán cho chúng cái tên là cá hồng vĩ mỏ vịt. Loài cá này trên miệng có 6 cọng râu chia đều cho mỗi bên, tỏ ra các hướng. Râu cá đóng vai trò như một cái máy dò đường, giúp cá hồng vĩ cảm nhận một cách rõ nét nhất môi trường sống xung quanh. Cá hồng vĩ mỏ vịt có dáng bơi nhẹ nhàng, khôn thai, đỉnh đạt, giống như phong thái của bậc đế vương. Có lẽ chính vì vậy mà rất nhiều người chơi cá thích mua về để nuôi. Ngoài ra, khi cá hồng vĩ phát triển toàn diện, chúng cũng có thể phát ra các âm thanh từ trong nước tương tự như tiếng mèo kêu. Về cơ bản, toàn bộ phần lưng trên của cá là màu xám nhạt, bụng dưới là màu đỏ trắng, pha lẫn nhạt ở đuôi và vây cá. Với mong muốn cá hồng vĩ mỏ vịt có vẻ ngoài sặc sỡ và bắt mắt hơn, nên nhiều người đã nghiên cứu và lai tạo nhân giống. Chính vì vậy mà hiện nay loài cá này có nhiều màu sắc khác nhau